Rồi chào anh em, bữa nay mình quay cái này là nói về cái vấn đề cho ăn ha. Con gà ốm hút cho mập, con gà nào mà nó bị bắt về mà nó bị mập á, rồi anh em phải làm cho nó ốm lại á. Này mình sẽ đây cho mình sẽ làm có bốn cái món cho ăn ha. Mình sẽ làm đây là cái con gà đầu tiên mình cho ăn nè. Đây là một muỗng ha, đây là con gà nầu đúng không anh em? Này anh em cho ăn á. Đây là chế độ con gà bình thường ha, hai muỗng. Đây là hai muỗng, này là chế độ bình thường cho con gà nha. Con gà anh em nuôi ăn bình thường nè, hai muỗng. Con gà ốm á, anh em cho thêm một muỗng nữa, là ba muỗng gà nầu ha. Là cái con này gà này là mới bắt về nè anh em, mới bắt về nè, đang ốm nè, cho nó ăn nè. Đây là con gà tre ăn bình thường, một muỗng đúng không? Một muỗng. Nếu con gà anh em bị ốm, mới bắt về anh em cho nửa muỗng nữa, là muỗng rưỡi nha. Là cái này nuôi con gà ốm, mới đầu con gà ốm cho nó mập anh em. Rồi cái bên đây á, cái bên đây á là cái con gà mà anh em mua về bị mập tai mập mỡ á, bắt về trong vừa bắt về mập á, anh em sẽ cho nó ăn như vậy. Đầu tiên anh em đem về cho nó ăn cho nó quen á, nửa muỗng đúng không? Đây là cái chế độ con gà nó ăn bình thường, gà nào anh em là cho ăn là con gà này sẽ ốm. Anh em khỏi cần vô ngại, anh mình nói thiệt anh em khỏi cần vô ngại. Anh em cho nó ăn giống mình đi nửa muỗng này nè. Còn anh em cho nó bay nó hoàn bình thường đúng không? Đảm bảo anh em con gà nó sẽ ốm. Còn cái này á là gấp nửa muỗng nhỏ của cái con gà tre bị mập mỡ. Đó anh em cho nó ăn như đây thôi. Đó. Đừng có. Đó, như đây nè. Lấy con gà tre này bị mập mỡ đúng không? Một ngày cho hai cử. Sáng chiều, sáng cử chiều cử là nó ăn như đây thôi. Là con gà anh em nó sẽ ốm, nó sẽ xuống tốc độ nha. Một tuần lễ anh em để căng lại coi nó ốm mập như thế nào ha. Nó sẽ ốm cho anh em thấy. Mình nuôi không có cần vô nghệ vô bọng gì trên á, con gà mập đít mình sẽ nuôi cho nó ốm lại nó đá. Anh em nhớ con gà mà mập á, mập đít á là anh em đá nước khuya đó không nổi. Anh em đá nước đầu đó cũng ok lắm, mà đá chút xíu à là lết không à. Cũng như một người dân, một người mập với người ốm anh em ơi. Mập nó chạy hồi nó thở một khi luôn. Người ốm nó chạy dù dù không sao á. Đó, rồi mấy cái chế độ của mình cho nó ăn uống nó hợp lý. Rồi mình sẽ chia sẻ cho mấy anh em chơi ha. Cái này á anh em nhìn kỹ nha, nửa muỗng này thôi nè, em làm lại. Đấy, cái con gà tre đang mập mỡ nha, cái này nè, cái thứ tư này nè là con gà tre đang mập mỡ. Đây, nó cho nó như đây, cái chế độ của cái muỗng nè, anh em nhìn cái muỗng không, chút xíu à, đó. Một ngày anh em cho nó ăn hai cỡ gì thôi. Rồi cái con gà nồi, con gà nồi vừa đây là cái con gà nồi nha, con gà nồi của anh em đang bị mập mỡ đít nè. Anh em cho nó ăn nhiều hơn chút xíu. À. Đây, gần đầy một muỗng thôi. Xíu à. Đó là con gà nào anh em, nó sẽ từ từ nó sẽ ốm lại, nó sẽ giảm cân lại. Cái chế độ ăn nó giảm cân nha anh em. Con gà anh em mà anh em không tin nên là làm thử với mình đi, một tuần lễ thôi anh em cân lại con gà nó như thế nào ha. Đây mập mỡ. Anh em cho chạy cho đồ bình thường đi, khỏi vô ngày đích. Anh mình nói thiệt anh em, khỏi vô tự nhiên nó sang đích là con gà anh em từ một như là từ hai ký tướng nó từ hai ký ba đúng không, mà nó mập lên 2.6 anh em cho nó chút xíu gì thôi, chút xíu lúa gì mình vậy đó anh em nhớ nha. Đó là con gà anh em á nó sẽ ốm lại một tuần lễ nó chụp lại 100 gram 100 mấy gram. Đó là con gà anh em lúc đó mà nó trở về cái trạng thái mà cái bầu cái đít của nó không còn mập đít nữa đó, nó sẽ đá cho anh em rất là ok ha. Đó anh em không tin nên làm thử nha, khỏi comment vô chữ mình chi quá mình xàm lắm. Đây là cái này đó là cái thứ nhì nè, cái thứ nhì là cái con gà tre ha. Cái con gà tre bình thường anh em cho nó ăn mới bắt về. Đây một muỗng đúng không, đó con gà tre anh em cho nó ăn bình thường nè. Con gà này cái không có mập, con gà này mình phải cần da giảm cái mức độ lúc nó ăn nó ốm lúc nó mập khác nhau anh em. Còn cái đầu tiên này đó là cái con gà nồi ha, đây là một muỗng nè đúng không, một muỗng, đây hai muỗng, hai muỗng đó. Là cái này là con gà anh em đá bình thường, anh em đang nuôi chế độ đá nha, là con gà này không có mập mỡ không có gì hết nha anh em, bình thường nha. Đó con gà ốm anh em mới đem về nè. Đó đúng không, anh em cho nó ăn sẽ ba muỗng
con gà này cần lên ký anh em, con gà nào cần lên ký, con gà này cần giảm ký anh em phải làm cho nó ok nha, giảm ký, cái này là tăng ký nè. Cái con gà tre này một mũ đúng không, rồi con gà mình đang vô chế độ bình thường ha. Rồi anh em sẽ đem con gà mới đem về á, mới đem về mà bị ốm á, anh em sẽ cho nó ăn một miếng nữa đó, gần hơn nửa mũ nữa nha. Đó là con gà tre ốm tay nè, đúng không? Cái này là con gà đang nuôi bình thường đúng không ha, ốm đang ốm với đang nuôi lên chế độ cho đá nè. Còn anh em mà có gà anh em săn lại rồi á, đây con gà nào anh em săn chắc lại rồi á, anh em nuôi cho nó chế độ đá luôn á, là anh em chỉ cho nó ăn cái mức độ là 2 mũ đó. Là cái này là con gà anh em chỉ đồ đá này anh em, một ngày 2 cử nha, sáng 1 cử chiều 1 cử ha. Rồi anh em nhớ nha, nhớ nha anh em, anh em vô comment anh em mình nói đừng có cho vô comment mà anh em, mấy anh em đừng vô comment mà xàm xà với mình nha. Cái này mình là kia là mình xà mà đó giờ nghe anh em nói cũng như không. Đây mình làm lại cho anh em nhớ nha, chạy đó nó xàm mình xàm lắm. Đây là con gà tre anh em nuôi cho ốm nè. Anh em đừng có sợ con gà anh em chết, nó không có chết đâu. Đó như đây hơi xíu rồi đó, là con gà tre anh em nó sẽ ốm, nó không bao giờ nó mập nha, nó sẽ ốm cho anh em thấy. Anh em sẽ giảm cho nó một cái, anh em thấy lên cân là anh em mới khác liền. Con gà anh em nuôi á, đừng có cho ốm quá, đừng có cho mập quá, là gà anh em đá cái bo nó sẽ vững, sẽ ok nha. Đây là con gà nồi anh em cho ốm đúng không? Cái này con gà nồi cho ốm nè. Đây gần 1 mũ. Đó là con gà mập, đang mập đít. Anh em cho nó ăn về đi, rồi anh em thả cho nó chạy nó hoàn bình thường. Đây là đảm bảo anh em con gà nó xuống. Mình nuôi không bao giờ, mình nuôi con gà không bao giờ, nhưng mà thời gian lâu anh em, chứ không phải là nó tốc độ lẹ nha. Từ giá nửa tháng con gà anh em mới thấy có nó khác nha anh em. Giảm cân phải giảm từ từ, chứ không phải là mình giảm một cái sụt một cái nha anh em. Con gà nó bệnh luôn á. Đó, anh em cứ cho nó ăn cái mức độ giống như vậy mình chia sẻ nha. Mình thì mình xàm rồi, đó kia là trứng xàm mà. Anh em đừng có vô comment đó, mình xàm thì tào lao cho anh đổi chữ. Anh em chữ mình chữ anh em còn nặng hơn đó. Anh em ha, đó nay là mình làm cái clip chia sẻ xàm của mình rồi đó. Đây là mấy cái chế độ mà mình làm cho anh em xem, là cái mức độ cho ăn, chế độ cho ăn của mình ha. Rồi anh em thấy nó xàm không? Chơi à, rồi chia sẻ về hơn anh em. Anh em là hít hợp thì câu nha, không hít hợp thì cũng khổ ok, khổ có là khổ vô bình luận mà nó mình xàm, tại mình xàm quen rồi. Anh em mà chửi mình chửi nó còn nặng hơn nữa nha. Đó là mình nuôi theo kiểu khoa học, khoa học giảm cân con gà, chứ không phải là mình nuôi là con gà mập cái anh em vô ngại vô đích từ từ, vô ngại đích từ từ. Con gà anh em mình đảm bảo anh em nó sẽ săn lại, nó vẫn săn, nhưng mà con gà mình nuôi mà khoa học mình chỉ cho ăn hơn nha, không cần vô ngại nha. Tại giờ gà nuôi không có cắt lông, anh em nhớ là không có cắt lông đích đúng không, là anh em không vô ngại, không vô ngại được là anh em phải làm như thế nào đó, là anh em phải nuôi giống như vậy nè. Còn anh em nào mà nuôi cắt lông vô ngại đích á, anh em vô tầm bậy đồng bạn gà anh em gót luôn, mình nói thiệt chứ không phải ai cũng, nói chung là không có ai hay hay nghe, nhưng mà cái gì hay là mình chia sẻ thực tế anh em ha. Anh em nhớ cho mình hết nha anh em, cái nào mình nói rõ ràng là cái thứ nhất nè, cái thứ nhì, cái thứ ba, cái thứ tư nè, đó là mình làm đầy đủ hết những cái con gà nào cần cho ăn, da giảm như thế nào ha. Rồi anh em chào anh em, rồi chào anh em ha.